Anh Nhật ơi, Linh đang ở downtown Reno. Thì đến Reno thì không có thể bỏ qua cái chỗ này. Chỗ này là downtown, rất là nhiều tòa nhà cao tầng và khách sạn, casino nhiều lắm luôn á. Rồi, đi bộ qua bên chỗ này coi. Có vụ gì mà cảnh sát quá chừng kìa. Ừ. Hoa màu trắng đẹp quá. Eldorado. Bây giờ Linh qua bên cái casino này thử coi. Trong đó nó có cái gì không? Chỗ này thì cũng có nhiều casino lắm. Bây giờ trời giống như là muốn chuyển mưa. Lạnh quá. Bên ngoài lạnh quá. Yeah, a little bit. Ở đây thấy cái bảng rõ nè. Ha. Dán que. Hôm qua có thử thời vận ở đây chơi bài bẻ lá, nhưng mà chưa được may mắn lắm. Nhưng mà hy vọng tối nay thử lại. Pula này chia. Người chơi thì Pula sẽ tự chia cho mình. Qua nay thì mấy bà con thử thời vận mấy cái máy này nè. Thì hôm qua con trai nó hit cũng được mấy trăm đồng cái máy này. Nói chung là tùy cái cả nhà ơi. Bữa nào hên á thì khi mình hên á mình ngồi xuống là nó cho mình cái bonus liền à. Không nữa thì nó không có hit một cái thứ gì hết trơn á, là lại tốn tiền. Con được như vậy. Con 16 đô hả? Con 16 đô hả? Cái này nhiêu? À, bỏ tiền mặt vô. Yeah. Mỗi lần mà anh hít gì đó là anh lấy ra cái thẻ. Rồi sau đó là bỏ tiền mặt cho tiếp phải không? Bỏ vô nhiêu? 20 đồng hả? À, đó là one more. Đi đi con vòng vòng đi. Rồi, chị ơi, bích lắc gì đi vòng vòng đi tìm. Điên vòng, điên vòng đi. Ok, con điên vòng đi. Rằng muốn dí quá. Chơi cái máy này cũng khó ăn lắm. Nhưng mà nó cũng có setup rồi. Giống như là họ set cái thời gian để mà cho khách hàng ăn đó. Thì khi mình hên á, mình đến đó đúng cái lúc mà cái máy nó cho mình ăn á, thì mình sẽ được cái bonus thưởng tiền. Còn không á, thì mình ngồi mình cứ chịu trận thôi cả nhà. Tại vì nhìn cái máy á, nó không thể ra bonus luôn. Nhiều cái máy thì Linh ngồi xuống là nó cho mình ăn liền luôn á. Linh chơi với cái giá là 1 đô la. Bây giờ Linh sẽ thử cái máy này. Linh chơi với cái giá là 90 cent. Yeah. Ok, cứ lắc ra đi. Yeah. Ông xã đang chơi poker.
sáng ngày thứ hai ở Reno. Thì trên phía trên nó có nhiều cái nhà hàng lắm, ở dưới nữa. Tổng cộng trong cái khách sạn này có 8 cái nhà hàng để mình lựa chọn. Có Tàu, có Nhật, có Mỹ, có Ý nữa. Thì sáng hôm nay thì cả nhà Linh đến cái nhà hàng The whole pepper mill is Italian. That's think of the room we're in. Okay. Yeah, it's all Italian. Very much. Pepper mill là của người Ý nha cả nhà. Ở đây là kiểu Ý. Nhà hàng cũng vậy nữa. Đó. À, đây là nhà hàng Ý. Sáng ngày đi xa sớm đi con. Wow, look at that. And I have a strawberry jelly and a pumpkin for you both. Làm ăn gì to quá, nhiều quá chừng luôn. Một người ăn sớm. Thank you, honey. Ooh, yummy. Something else I can bring? You have a hot sauce and a ketchup here? Yes, perfect. So far, so good? Thank you, honey, thank you. Enjoy. Cả nhà thấy cái gì đồ ăn này quá chừng luôn. One thing about whenever you eat around here, you get a lot of food. Next time, one order for two people. I think too much for me. Về nhà là lên chắc cũng mặn thao. Hai đứa nhỏ nó ăn nè. Nhìn hấp dẫn con. Ăn hết không nè, hai đứa? Không. Không. Dạ không. Nào không con, thử coi. Của Tha dành thì pizza là the best rồi. Nên người Ý làm pizza thì số 1. Nào không con, thấy good. Nhiều quá. Quá nhiều luôn. Cái này Mỹ nó ăn. So what time is the museum open? Chứ Linh ăn thì không hết rồi nha. Hết thầm. I think it's open now. Như lúc rồi bột rồi. Tôi có bột. In November, right? So far, so good. Yeah. Mm-hmm. Right. Thank you. Mm. Cuối cùng là thì cái dĩa cũng còn được mớ. Hai đứa này thì ăn không hết. Chu go đến khách sạn ăn nè. It's gonna be a room charge card. Come. I can do the room, I guess. Okay. Room charge. Let me. It's different receipt. Nhiều quá ha, con. Ăn không hết hả? Để ăn trưa ha, để đọc bài xong rồi ăn tiếp. Đi chơi với lại gia đình thì không có thời gian nhiều dành cho gia đình, không có thời gian dành bên ngoài, học bài suốt luôn á, đu homework ở trên phòng đó, thì ăn xong rồi lên là homework rồi đi vòng vòng chơi thôi chứ không có đi xa, không có đi ngoạn được. Anh còn đang học. You still working on it, huh? Almost done. That's a lot for me. A lot of food. Làm nhiều quá luôn, ăn một người không có hết đâu. Next time we order one, we share. I've been spending all this time eating small quantities of food. Oh, okay. Do it. How are you coming in? No, I'm coming here. It's gorgeous. Any cream? No. Okay. And ready for? Cái nhà hàng này ở trong Pepper Mill nè cả nhà. Ở đây thì nhà hàng của Ý. Trang trí thì rất là đẹp, sang trọng. That happened to my grandmother. Oh. Yeah. Fall down. They sued Macy's in Valley Fair. And where they settled. Not very much money. Bullshit. Look at this. Linh thấy có người leo lên bức tường này nè.
cũng rất là nguy hiểm ha. Đó. Nếu mà ai thích chơi mạo hiểm á thì lên bên đây. The casino so long hả? Oh. These are old ones. Silver, yeah. Huh? Silver Legacy, El Dorado, Silver Circus, Legacy. Circus, and here, I don't know, since before I was born. Go. Cái dòng bài này á, như trước khi ông xã Linh sanh ra luôn á, nghĩa là 60 năm, 70 năm chứ hả? Đâu ghê hết hả? 95 luôn hả?